một trong những người đứng bên phía bên trong để chuẩn bị âm thanh ánh sáng của chúng ta. Mời Đạt. Rồi tiếp theo nữa là Hải là phụ trách về PR và truyền thông của Sài Gòn Cần Thơ. Rồi mình kéo rèm lại nè, có vài giọt mưa nè. Rồi ra lẹ lên nè. Hồi trời là Alex lẹ. Yay. Gớm cái bánh bây giờ này, trời ơi sao mấy đứa này nó có duyên dữ vậy. Rồi bây giờ là đầu tiên đó là Đạt đó, là đã đi theo cái đoàn tới năm nay là năm thứ 6 thì phải, 6 hơn là thứ 5. Còn Hải là đã là năm thứ 3, thứ 2 và từ một thực tập sinh, nhưng mà bạn làm rất là tốt cho nên là rồi đã mời bạn ở lại đoàn làm luôn tới bây giờ, rất là dễ thương luôn. Cảm ơn hai bạn đã đến với Sài Gòn Cần Thơ, là một thành viên không thể thiếu. Và đây là từ Samsung tặng mỗi bạn một cái lò nướng. Không phải, ủa cô quay chứ hả? Phải không? Ừ, mời cô quay, đừng. Tưởng là đẹp. Chị ơi. Chị. Từ. Nói đây rồi xong rồi ai quay nhím. Rồi từ, đừng có duyên quá, từ nói nha. Rồi, còn riêng đây là chị Yuri, một khán giả Sài Gòn Cần Thơ tặng cho hai em điều gì? Rồi. Mỗi đứa tới một cặp luôn hả? Vậy sao mày không đưa luôn cái thằng đẹp? Là mỗi người một cặp đó hả? Ủa sao cái này ghi tên lộn là tao mà? Ủa sao tao ghi tên lộn mà? Ủa là sao? Không, là có chị á, nhưng mà sếp ơi, mình sếp cũ đó, còn sếp mới thì chị chưa biết nha. Sếp mới thấy cười không à? Rồi, ok, cảm ơn hai đứa đã đến với Sài Gòn Cần Thơ. Hôm nay, riêng hôm nay thì Samsung tặng này, nhưng mà chị tặng đó, khán giả thiêu thương của em là tặng cái đó. Nhưng mà sếp mới thì cũng chưa biết, nhưng mà riêng đoàn tặng thêm cho hai đứa chị Cẩm Nhung hoặc Sang Sang cứ việc lựa. Rồi, còn ai cảm ơn ngành đi vô đi. Rồi. Kỳ quá à, nhố kìa. Hai nhỏ từ chối không có một kỳ ghê luôn à. Ừ. Trời ơi, kìa. Trời ơi. Ê, nói nghe là tao chưa lên đèn luôn. Ê, nói chả chưa lên đèn luôn. Ủa, không thổi luôn á. Chưa ướt, chưa thổi luôn. Ừ. Sao ăn mừng sinh nhật gấp quá vậy? Nó vô nó cất bánh nó vô hộp liền luôn. Công nhận không quên vui chơi, không quên nhiệm vụ, không sao. Chút xíu mình thổi sao. Ê, chị Nhung vô thổi gì nữa. Rồi, cái đó gì, bây giờ ai đọc cái chữ tài hướng bán sản phẩm đẹp. Vô hộp xuống tiếp cái gì vô chú. Chồng người kiếp sau là lần ca. Con 18, con 18, con 18. Con 18, con 18, con 18. Số gì đi cầu, vì đây số gì đi cầu. Vì đây số gì đi cầu, vì đây chiếc thương ba đây à. Thương ba máy tóc mà truyền tô. Ghét ba hai cục đọc hồng con trên đầu. Thương ba mặc áo vàng màu. Mặc quần áo tóc ba bây giờ mà biết cô. 11 châu, con 11 con, 11 con, 11. Con 11, nguyên con chó. Mấy chị ra mấy, chị ra mấy, chị ra. Mấy chị đây mấy, chị đây mấy, chị đây. Mấy chị ra mấy, chị ra mấy, chị ra. Mấy chị đây mấy, chị đây. Chị mơ ra mấy. Mấy chị ra mấy, chị ra mấy, chị ra. Vừa hình vừa thức thức yên yên an tâm. Từ phòng và chắc anh không như vậy mà. Ngày đêm chờ anh đã đi chơi tình xa. Nhưng mà lúc lớn còn lúc trên xa. Let's do it. Yeah, 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 yeah. Ba, 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 ba. Nhiều. Ba, ba, ba. Bao nhiêu năm, 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 bao n
Dạ con rất là một số độc giải quý chị mình ơi. Và chị mình khoan bỏ tờ vé trên tay của mình, tránh tình trạng canh xa canh lộn trong cho số lại nghe. Dạ có hai vị chủ nhân, hai nữ rất là dễ thương, cũng là mối của đoàn luôn. Dạ chị đó, đừng nói chị này giùm em nha. Rồi có ai nữa mà chồng lại ký hiệu là 4979. Rồi hợp lệ số 1. Số 1 có 1. 18. 18 có 2. 37. 37 có 3. 44. 44 4 có 4. Hợp lệ một chủ nhân, tên chủ nhân thứ hai. Hai chị gọi ngay rồi đúng không? Rồi giờ ba thì mình dành cho mình quà dùm Trang luôn nha. Dễ thương. Rồi quý chị trả ba người đó chị. Và quý chị ơi, chồng lại chị qua thì không còn giá trị nữa nghe. Đó. Và bây giờ các người này chúng em đang cùng tiếp tục trang trí mình vòng lại cờ mới với tờ vé y cũ là 30.000 đồng. Thì mong rằng quý chị mình đón nhận giùm chúng em luôn nha quý chị mình ơi. Đó, và chị mình sắp tới buồn mình tới trễ và chưa có ghế ngồi đó anh chị. Anh chị mình đừng ngần ngại cái là lại phòng ghế nha. Đó, mình nhận một cái ghế chỉ có 5.000 đồng mà thôi. Mong rằng bất kỳ chỗ nào trong công chuyên thì cũng chịu cho chị mình ha. Để mình ngồi thoải mái, để mình chờ số may mắn hơn nha chị.